chào quý vị và các bạn. Mấy ngày qua, mưa dông liên tục xảy ra với cường độ mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Điều nguy hiểm là mưa lớn còn kèm theo gió mạnh và xảy ra vào đúng giờ tan tầm chiều, nên gây nhiều bất tiện, thậm chí là nguy hiểm cho người dân ở khu vực. Đơn cử như chiều qua, thì vào khoảng 18 giờ, mưa to gió mạnh đã quật đổ một cây me có đường kính là 0,3 m, dài 7 m trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phường 6, quận 3. Một số người đi xe máy bị nhánh cây quất trúng, nhưng may mắn là không bị thương. Trong khi nhiều người khác vội vã tháo chạy, gần chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 3 cùng nhân viên công ty cây xanh đã phải phối hợp để cắt cây, giải tỏa ùn tắc ngay giữa lúc trời còn mưa to. Mưa dông lớn như vậy là bởi hiện nay đang tồn tại một giải hội tụ có trục ở vào khoảng 15 cho đến 18 độ Vĩ Bắc, có tác động hút gió Tây Nam khiến cho đới gió này hoạt động mạnh hơn, gây mưa dông lớn cho khắp các khu vực phía Nam, bao gồm các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Vùng mưa nhiều nhất kèm theo nguy cơ dông lốc là các tỉnh miền Đông Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai hay một số tỉnh thuộc miền Nam của Tây Nguyên như là Đắk Nông và Lâm Đồng. Trong cơn dông có thể tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc và gió giật mạnh. Người dân nơi đây cần hết sức đề phòng. Do vẫn còn duy trì mưa nhiều và xuất hiện đan xen trong ngày, nên thời tiết từ nay cho tới thứ Sáu vẫn còn khá mát mẻ đối với các tỉnh Tây Nguyên và nhiệt độ ban trưa ở đây chỉ duy trì từ 27 cho đến 30 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ tối cao sẽ cao hơn từ 2 cho đến 3 độ. Trở ra phía Bắc, thưa quý vị, trong ngày mai thì giải hội tụ có trục Tây Bắc Đông Nam vẫn tiếp tục chi phối thời tiết ở các tỉnh miền Bắc. Vì vậy, trời vẫn duy trì kiểu thời tiết mưa nắng đan xen trong ngày. Mưa dông có thể xảy ra bất chợt trong ngày, vì vậy mà nền nhiệt vào ban ngày sẽ không tăng quá cao. Đơn cử như ở khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chỉ dao động từ 31 cho đến 33 độ. Sau đó, sang ngày 31, khi mà giải mây dông bắt đầu có dấu hiệu suy yếu dần, thì mưa sẽ giảm hơn về diện và lượng, chỉ còn tập trung nhiều tại các tỉnh thuộc Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Sang ngày 1 tháng 8, thì giải mây dông suy yếu hoàn toàn. Lúc này, chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ là trường phân kỳ khô trên cao. Trường phân kỳ này sẽ cản trở sự hình thành mây, nên mưa giảm hẳn trên toàn khu vực. Và ban ngày trời sẽ chuyển nắng nhiều hơn. Nắng nóng cục bộ sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại tại các tỉnh Bắc Bộ, tại một số nơi như là Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, với nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng từ 35 cho đến 36 độ. Đối với thủ đô Hà Nội, trong những ngày tới, thời tiết sẽ trên đà giảm mưa và có nắng nhiều hơn vào ban ngày, nâng nhiệt độ mỗi ngày tăng thêm khoảng 1 độ, nhưng chưa xuất hiện nắng nóng. Thêm vào đó thì ban đêm trời vẫn còn tương đối dễ chịu với mức nhiệt thấp nhất chỉ vào khoảng 26 độ. Thời tiết trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 này khá thuận lợi cho giao thông, cũng như là các hoạt động thường nhật của người dân. Đối với các tỉnh miền Trung, khoảng 2 ngày tới thì giải mây dông vắt qua khu vực này vẫn gây mưa rải rác cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, nhưng sẽ giảm đi về cường độ, lượng mưa ngày tại khu vực này chỉ phổ biến trong khoảng từ 5 cho đến 15mm. Do vẫn còn duy trì mưa và số giờ nắng thấp trong ngày, nên nhiệt độ ban trưa tại khu vực này cũng chỉ dao động trong khoảng 31 cho đến 33 độ. Sau đó, từ khoảng ngày 1 tháng 8, khi mà rãnh mây dông suy yếu dần, thì mưa tại khu vực này sẽ giảm dần. Ban ngày trời chuyển nắng nhiều hơn và nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng dần từ 1 cho đến 2 độ. Và nhận định xa hơn, trong những ngày tiếp theo thì miền Trung sẽ giảm hẳn mưa, nền nhiệt tăng nhanh trở lại và có thể xuất hiện một đợt nắng nóng mới khoảng từ ngày 2 cho đến ngày 3 tháng 8. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết trên Biển Đông. Thưa quý vị, trong những ngày tới do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 15 cho đến 18 độ Vĩ Bắc với đới gió Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Còn tại quần đảo Hoàng Sa thì trời cũng có mưa dông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực này. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay sẽ khép lại với chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời tiết vào lúc 6 giờ sáng mai.